Kính chào quý khách. Sau đây là hộp số giảm tốc trục vít bánh vít, có mã sản phẩm là WB WKA, có trục vào là trục dương, trục ra là trục âm, gồm các size như sau: size 80 có đường kính trục vào là 22 mm, đường kính trục ra là 35 mm, size 100 có đường kính trục vào là 25 mm, đường kính trục ra là 40 mm, size 120 có đường kính trục vào là 30 mm, đường kính trục ra là 45 mm. Ngoài ra chúng tôi còn có loại trục vào là trục âm mặt bích, trục ra là trục âm. Thì để vận hành được cái loại mặt bích này thì chúng ta sẽ sử dụng motor mặt bích. Đó, lắp vào đây thì sẽ sử dụng được. Sản phẩm của chúng tôi được bảo hành trên toàn quốc. Ngoài ra quý khách có muốn nhiều loại khác thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Sau đây là hình ảnh kho xưởng và văn phòng công ty chúng tôi.